Ngày 20 tháng 6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiệp hội kịch liệt lên án hành động của các tài xế lắp thiết bị gian lận cho tài xế taxi khác để sử dụng và chính những người này cũng dùng thiết bị để gian lận cước của hành khách. Theo ông Hỷ, hành vi tài xế lắp thiết bị gian lận, can thiệp đồng hồ để móc túi hành khách là lừa dối khách hàng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người lái taxi. Ông Hỷ nhấn mạnh, sau khi xem bài viết của báo Tuổi Trẻ, ngay lập tức tôi đã yêu cầu các đơn vị có tài xế taxi lắp thiết bị gian lận làm giải trình và sẽ đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh xử lý thật nặng doanh nghiệp để răn đe. Ông Hỷ cho biết các đơn vị cần xem xét lại cách quản lý và trách nhiệm của mình trong việc để tài xế qua mặt, lắp thiết bị can thiệp đồng hồ gian lận khách. Công tác quản lý có vấn đề mới để xảy ra tình trạng như vậy. Ngày 20 tháng 6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiệp hội kịch liệt lên án hành động của các tài xế lắp thiết bị gian lận cho tài xế taxi khác để sử dụng và chính những người này cũng dùng thiết bị để gian lận cước của hành khách. Các doanh nghiệp có thể nói là buông lỏng quản lý, không giám sát kỹ việc chấp hành của tài xế dẫn đến vụ việc nghiêm trọng. Từ đó ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của taxi ở thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm quy tắc chung của ngành nghề taxi, lừa dối khách hàng như vậy là không còn xem khách hàng là thượng đế. Ông Hỷ đề nghị các công ty phải xử lý nặng, sa thải các tài xế không có đạo đức nghề nghiệp mới đủ sức để răn đe. Bên cạnh đó, hiệp hội sẽ công khai các thông tin về những tài xế gian lận để không đơn vị nào trong hiệp hội được nhận tài xế như vậy lái taxi. Ông Hỷ nói thêm, nhiều hãng taxi ở thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày đều có người đi kiểm tra đồng hồ, nếu hộp đen với đồng hồ lệch nhau về quãng đường, số tiền là biết ngay. Đồng hồ tính tiền cước để khách hàng tin tưởng mà cũng gian lận thì khách hàng biết tin tưởng vào đâu. Cũng theo ông, vấn đề đặt ra là nhiều doanh nghiệp họ khoán xe cho tài xế, muốn chạy kiểu gì thì chạy mới có tình trạng gian lận. Ông chia sẻ, những lái xe vi phạm đạo đức nghề nghiệp đáng trách rồi, nhưng các đơn vị chủ quản buông lỏng quản lý để tài xế tự tung tự tác còn đáng trách hơn.